Bây giờ thì đã hơn 1 giờ chiều rồi. Tổng tổng và Lo Lo rất là đói bụng, cho nên hai vợ chồng sẽ ngược xuống dưới phố để kiếm cái gì bỏ vô bụng. Và chúng ta rất là may mắn cho nên đã nhìn thấy cái ngọn núi phía trước, đó chính là cái ngọn núi Mont Blanc, là cái ngọn núi cao nhất trong dãy núi Alps. Đang đói bụng quá mà thấy có cái người chim gì đây, họ làm cái gì mà thấy tò mò quá, cho nên là bạn Lo Lo dừng xe lại cho Tổng xuống thám thính tình hình thử coi họ làm cái gì. Và ở đây thì mình thấy là có một cái cô gái đang mang một cái đôi cánh chim, có vẻ rất là nặng và do cái sức gió nó rất là lớn cho nên là cô cũng rất là khó khăn trong cái việc giữ cho nó ổn định, chứ không là bị gió nó đẩy kìa, do cái đôi cánh đó nữa đó, cho nên là bị gió nó đẩy dữ quá. Mình hỏi ra đó thì được biết rằng là cái cô này cô sắp lấy chồng. Ở đây đó thì trước khi người ta lấy chồng lấy vợ đó thì thường người ta có những cái buổi tụ họp bạn bè và làm những cái trò rất là điên khùng, ăn mặc rất là kỳ cục đó. Đợt mình có gặp cái ảnh mặc với bộ đồ như nguyên một quả chuối rất là tượng hình, xong đó thì anh ấy đi phát kẹo ở khắp nơi. Còn đây là có cái cô này của làm cái vụ gì đây, của bay, chắc là một cái ước mơ từ thuở nhỏ của bay để rồi bạn bè quay phim lại. Thì thường thường á, những cái phim như vậy sẽ phát trong cái đám cưới của cổ để gây cười cho quan khách. Cuối cùng thì cổ cũng đã thành công rồi và tổn tổn thì cũng xong cái vụ nhiều chuyện của mình rồi. Ở đây thì có những người họ đạp xe từ ở dưới chân núi họ đạp lên tới trên đỉnh, mà Tổng Tổng và Lo Lo chắc chắn sẽ không làm được việc đó. Các bạn coi cái cung đường nó quanh co khúc khuỷu như thế này, cho nên là thời gian đầu mà mới qua Tổng rất là sợ lái xe ở cái vùng này. Một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Bạn Lo Lo bạn nói là cách đây khoảng hơn 100 năm rồi đó thì nó có một cái đường tàu nhỏ để đi lên trên núi theo một cái lối khác ở trên những cái vách đá đó, chứ không phải là cái con đường này. Nhưng mà đường tàu đó thì đã bị bỏ rồi. Các bạn coi nè, các bạn coi đường nó quanh co khúc khuỷu như là một cái cùi chỏ vậy đó. Bây giờ đi xuống thì là Lo Lo chở, chứ lúc nãy lên là Toản chở. Đó, cho nên là cái lúc đầu á, Toản rất là sợ chạy xe ở đây. Mà bạn Lo Lo bạn muốn Toản tập lái cho nên bạn cứ bắt Toản phải chở. Mà cứ mỗi lần chở như vậy là phần bạn hoảng, phần Toản Toản hoảng, cho nên hai đứa quát nhau sùm ở trên xe hết trơn á. Ý, ở đây nó có cái nhà ngủ quá không các bạn? Các bạn coi cái nhà nè. Mà mình đang đi mình chỉ quay được chút xíu thôi. Ở cái nhà nó vậy đó các bạn. Ngủ không? Bây giờ thì tụi mình đã xuống dưới núi, xuống dưới một cái vùng bình nguyên dưới chân của một cái ngọn núi đá vôi. Đang đói quá mà gặp phải cái nhà hàng Ấn Độ, cho nên là bạn Lo Lo bạn rất là thích ăn đồ Ấn Độ, bạn rủ vô luôn. Thì vô. Đó, các bạn thấy bây giờ bữa nay là buổi trưa chủ nhật nè. Đây người ta có những cái menu menu buổi trưa ngày thường á thì 16,9, có nghĩa là 17 euro cho một cái bữa ăn bình thường, nhưng mà bữa nay chủ nhật cho nên mình phải ăn theo cái menu chứ không có ăn theo cái thực đơn ngày thường được. Và đương nhiên là nó mắc gấp đôi hoặc là hơn gấp đôi so với cái giá mà mọi người ăn trưa hàng ngày. Quán có vẻ vắng vẻ và thanh tịnh quá cho nên mình sẽ phải giữ im lặng nha các bạn, mình sẽ nói nhỏ thôi. Các bạn thấy cái decor rất là đậm chất Ấn Độ phải không các bạn? Đây có một cái tượng Phật nè. Thường thường đó, các cái nhà hàng hoặc là các cái quán Ấn Độ thì người ta sẽ trang trí theo cái phong cách của đạo Hindu hay là đạo Bà La Môn. Mà ở đây đó thì mình thấy là người ta có để tượng Phật,
Và trên mỗi một chiếc ghế đó người ta có cái hình, có khảm một cái hình của cái văn hóa Ấn Độ xưa. Bạn Lo nói là quán nó vắng khách quá. Thì không biết là chủ nhật mà như thế này thì ngày thường á người ta có bán cho cái những cái người mà ăn dạng cơm trưa văn phòng á có được hay không? Với lại thường nhà mình mà đi ăn một cách tình cờ dọc đường như thế này á thì thường để ý coi cái quán nào nó đông khách thì mới vô. Tại quán mà nó ngon thì nó mới có đông khách đúng không? Và đây là cái món gà nấu cà ri của Toản Toản nè. Mọi người nhìn có hấp dẫn không? Nhìn màu sắc rất là bắt mắt đúng không? Nhìn hấp dẫn quá à. Mà để Toản ăn thử coi nó có ngon không ha. Ở dưới người ta có để một ngọn nến để hâm cho nó nóng á. Đây là cái bánh ăn kèm nè. À, người Ấn Độ họ ăn bằng tay cho nên họ sẽ dùng cái bánh này để bốc thức ăn cũng như là cơm bỏ vô miệng. Mình kêu cùng với món này là cơm trắng và rau để ăn ăn kèm. Còn đây là món của bạn Lo Lo, bạn chọn gà kho với lại nước cốt dừa các bạn. Người ta làm nước cốt dừa nó sệt giống như là một loại kem vậy đó. Xong rồi ở trên người ta có rắc dừa tươi. Bây giờ mình sẽ ăn thử Hả? ha. Bạn Lo Lo bạn kêu là trời ơi cái nước sốt cốt dừa của anh nó ngon quá, anh ghiền quá. Bạn này á, bạn qua Việt Nam phải cho bạn theo đạo dừa mới được. Còn Toản thì sẽ học theo người Ấn Độ nha, sẽ ăn bằng tay nha các bạn. Ngon quá, Toản ăn khí thế luôn cả nhà ơi. Ăn liên tục, nhưng mà cái phần họ cho nó nhiều quá luôn á. Và với lại nó cũng hơi nhiều dầu mỡ cho nên là nó hơi ngấy. Ăn lúc đầu thì rất là ngon nhưng mà vì nó hơi nhiều dầu mỡ cho nên là nó nhanh ngán á. Toản tính học theo người Ấn Độ ăn theo cái kiểu bóc tay của họ nhưng mà họ ăn quen á cho nên là họ ăn nó rất là gọn ghẽ, còn mình ăn thì nó hơi tèm lem tuốt luốc. Một bữa ăn lạ miệng rất là ngon các bạn ạ. Nhưng mà đối với Toản á thì vì Toản quá là trung thành, quá gắn bó với lại món Việt cho nên cái ngon của những cái món của nước khác đó thì Toản chỉ ăn được một lần thôi, rồi phải cách 2 3 bữa thì mới ăn lại được, chứ còn nếu mà ăn hoài thì chắc sẽ chịu không nổi. Toản ăn không hết cho nên là phải gói mang về đó các bạn, mà không riêng gì Toản đâu, hầu như ai ở trong quán cũng có gói mang về hết trơn á. Giờ uống cà phê xong rồi mình đi quanh trở lại lên chùa nha. Đó, tại vì cái mục tiêu của mình hôm nay đi chùa mà mình chưa đi chùa được đâu có về được. Ba la, hãy đưa ta lên chùa. Sợ mấy bạn thấy không? Mới nói lên chùa cái là lên chùa liền ạ. Chùa bây giờ đã mở cửa và ngay bên ngoài thì chúng ta có thể thấy là hình của Đức Phật cũng như là của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đó các bạn. Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là người đã cổ vũ cho cái ý tưởng xây dựng cái ngôi tu viện này ở đây. Gọi là tu viện nó đúng hơn là một ngôi chùa. Đây là nơi tu hành cũng như là nơi giới thiệu Phật giáo Kim Cương Thừa ở nước Pháp. Và nó được mở cửa để đón khách vào năm 2010. Ngay phía bên trong Toản mới đi vô chính là cái quầy bán hàng lưu niệm. Ở đây người ta bán tất cả các cái văn hóa phẩm Phật giáo. Ngoài ra đó thì người ta cũng có kết hợp bán những cái sản phẩm đặc sản của cái vùng Oshawa nơi mà Toản sống đây. Ví dụ như là giày giữ ấm chân nè, rồi mật ong ở trên núi, rồi cũng như là những cái trang trí decor mà có hoa thông đó các bạn. Ở đây chúng ta thấy
có tôn tượng của Đức Đông Phương Giáo Chủ, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, hay còn gọi là Phật Dược Sư, tức là vị Phật hộ trì về vấn đề sức khỏe. Những người mà có đức tin vào Ngài đó, thì khi mà trong gia đình có những người thân đau ốm thì người ta thường là cúng dường nước tinh khiết ở trên bàn thờ của Ngài và người ta tụng đọc bài chú Dược Sư, kinh Dược Sư. Sau khi mà đọc 108 lần đó thì người ta đem cái nước tinh khiết đó cho người bệnh uống. Tuấn thì đã có nhân duyên gặp một số người mà người ta kể lại rằng là người ta đã trì tụng chú và kinh Dược Sư vào trong cái nước uống đó và cho người nhà người ta uống thì người ta bớt bệnh. Đó là một số Phật tử người ta đã kể lại như vậy, còn Tuấn thì chưa có làm bao giờ. Bạn lo lo, bạn hỏi chứ làm sao em biết đây là Phật Dược Sư? Mày qua Tuấn có biết tiếng Pháp nè. Buddha de la Medicine, không phải là Phật Dược Sư chứ còn ai vào đây nữa. Thực ra nếu mà chỉ có nhìn tượng á, thì Tuấn chỉ phân biệt được là tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nè, tượng của Phật A Di Đà và Phật ở Di Lặc thôi. Còn lại thì Tuấn mù tịt cả. May quá cũng biết vài chữ tiếng Pháp để tà lanh tà khôn giải thích cho ông chồng. Các bạn thấy người ta đề co những cái ngọn nến cúng Phật bằng hoa hồi và những cái trái thông nhỏ nhỏ, có dễ thương không? Bạn lo lo, bạn biết sư ông Làng Mai Nhất Hạnh đó, cho nên là bạn đi mà bạn thấy sách hay là các cái tác phẩm gì của sư ông là bạn nói: ông thầy của em kìa, ông thầy của em kìa. Bạn thỉnh thoảng cũng mua sách của sư ông Làng Mai về đọc nữa đó. Còn đây là cuốn Vũ Trụ Trong Hạt Nguyên Tử của Đức Đạt Lai Lạt Ma nè. Mùa Đông Trong Chiếc Túi. Và đây là Con Mèo của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ở đây người ta có bán thêm mật ong núi là cái đặc sản của vùng này nè các bạn. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Bạn lo lo, bạn cũng biết cái câu lục tự đại minh thần chú đó các bạn. Om Mani Padme Hum. Mà trong tiếng Việt á, thì mình kêu là Án Mani Bát Nhĩ Hồng. Đây là những cái mặt dây chuyền dưới hình dạng của những cái mạng Đà La. Và nó có giá là 25 euro cho một chiếc. Tức là vào khoảng 600-700 ngàn tiền Việt đó các bạn. Mình rất thích cái màu xanh ngọc. Nó được làm từ đá cẩm thạch kết hợp với cái chất liệu là bạc Nepal. Thế cái nào cũng xinh hết trơn á, khó chọn quá mọi người ơi. Nhưng mà có điều là nó cũng hơi to so với tỏ. Mình có chút xíu mà mang cái mặt to quá thì có vẻ cũng không hợp lắm ha. Những cái hạt ở trong cái chuỗi tràng hạt này á, các bạn có biết là cái hạt gì không? Tuấn nhớ mang máng không biết hình như nó có phải là cái hạt bồ đào không nữa. Hồi xưa anh mình có đem về một hạt mà mình không biết là có phải chính xác nó là hạt bồ đào không. Và đây là những cái đồ trang sức bông tai, đồ nhìn dễ thương quá ha. Tuấn rất là thích những cái đồ màu xanh dương như vậy đó, rất là thích. Đây có vòng lắc tay nè, và cũng có bông tai và hạt dây chuyền và mặt dây chuyền các loại. Còn đây là chuông và mãng Đà La, một cái chuông như vậy là 55 euro. Mãng Đà La. Và đây là hình biểu tượng của các vị Tara xanh và Tara trắng. Ngài Tara xanh còn gọi là lục độ Phật mẫu Tara, còn ngài Tara trắng gọi là bạch độ Phật mẫu Tara nha các bạn. Những vị này họ tồn tại trong Kim Cương Thừa thôi, không có ở những cái dòng khác của Phật giáo nha các bạn.
Avatara có nghĩa là hiện thân, lòng từ bi của chư Phật ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Bạn lo lo bạn là người công giáo, nhưng mà bạn rất là thích đọc sách Phật giáo cũng như là ngồi thiền. Còn Toản ấy thì là Phật tử, nhưng mà Toản cũng hay theo bạn bè và bây giờ là theo mẹ chồng đi vào trong nhà thờ cũng như là đi thăm những cái thánh tích của bên đạo Công giáo đó. Mình học hỏi để mình hiểu nhau nhiều hơn. Ở đây người ta có bán nến, bán trà, bán mật ong. Mật ong là một cái đặc sản ở đây nha các bạn. Ở nước Pháp là người ta nuôi ong để lấy mật rất là nhiều luôn. Đây là một cái mặt dây chuyền có hình chữ ôm đó các bạn. Chữ ôm này nó không chỉ là biểu tượng của Phật giáo nhánh Kim Cương Thừa, mà nó còn là biểu tượng tôn giáo của rất nhiều các cái tôn giáo khác ở Ấn Độ. Đó, và cho tới ngày nay thì các bạn thấy là những cái người mà dạy yoga, những người học yoga đó, thì trước khi học hoặc là sau khi kết thúc buổi học thì người ta cũng niệm lên một cái tiếng om. Người ta ngân dài lắm nha các bạn, nhưng mà mình chỉ ngân bấy nhiêu thôi. Và người ta nó chính thức ra mình gọi là chữ ôm, nhưng mà nó là được phân tích ra là nó là cái âm của chữ A, chữ U và chữ M. Khách đến cái tu viện này á, phần lớn là người phương Tây nha các bạn. Mình nghe thấy có tiếng Anh, có tiếng Đức, có tiếng Nga vân vân, chứ mà rất ít thấy người châu Á. Mình thì thỉnh thoảng mình cũng có đến cái tu viện này, một là để viếng Phật, hai là để ngắm cái cảnh quan từ trên cái đỉnh núi này nè. Năm 2015 á, là lần đầu tiên mình lên trên này á, thì mình có cái nhân duyên là gặp được vị thầy trụ trì người Nga và có trò chuyện với ngài. Ông thầy gần gũi và giản dị lắm các bạn, rất là giản dị. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong cái phòng để đồ, rồi từ đó mình sẽ đi vào trong cái chánh điện nơi mà mọi người tọa thiền. Đây là cái phòng mà mình sẽ để đồ đạc của mình nè, mình sẽ tháo giày mình để đồ đạc. Ở đây người ta có tặng sách đó, người ta ai có sách gì về Phật giáo hay muốn tặng thì để lại đây, cũng như là của tu viện có tặng rồi, ai cần thì lấy, ai muốn mang cho thì tiếp tục bỏ vào đây. Còn ở đây thì chúng ta thấy là có cái hình kỷ niệm của vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 và vị Lạt Ma đầu tiên làm trụ trì cái tu viện này. Ở đây thì mình cũng có bắt gặp là có một số người họ để lại những cái đôi giày để họ cho những người nào có nhu cầu sử dụng nè. Còn đây là chiếc ghế ngồi thiền được bán với giá 120 euro. Ai có nhu cầu mua ghế về để ngồi thiền ở nhà thì tới đây mua một chiếc. Chúng ta đang ở bên trong cái tu viện các bạn. Các bạn thấy cảnh bên ngoài nhưng thực ra chúng ta đang ở bên trong. Và đây là cái shot duy nhất mà mình có thể quay cho các bạn thấy qua một cái toàn cảnh về cái tu viện, bên trong cái tu viện. Đó, nó nhỏ và đơn sơ vậy đó. Và đây là tấm hình mà 5 năm trước, năm 2015 mình đã chụp với vị trụ trì và một cái cô phụ việc ở đây. Mình phải đưa những cái hình cũ bởi vì là đợt này đó thì người ta không có cho mình quay phim chụp hình với cái mục đích là post lên mạng. Quay để làm kỷ niệm thì được, cho nên là mình vẫn quay, vẫn chụp để làm kỷ niệm, mình có giữ đây. Nhưng mà mình không thể nào mình post lên được vì mình đã hứa là mình không post lên rồi.
Và như vậy là một ngày tìm về phương Đông, ngay trên đất Pháp của Tổng Tổng và Lolo đã kết thúc. Tổng xin nói lời tạm biệt tại đây. Và nếu như có ai trong số quý vị cảm thấy yêu thích những video do Tổng làm ra, thì xin đừng ngần ngại bấm đăng ký, bấm chuông theo dõi để nhận được những video mới nhất của Tổng. Và cũng đừng quên cho Tổng xin một cái like để động viên tinh thần nha. Tổng sẽ cố gắng ra những cái video nữa cho quý vị và các bạn xem ha. Bây giờ thì xin chào, au revoir, bye bye, hẹn gặp lại.